gốc của Phan Tiến Đàn bị chèn ngược với lại giọng nói vào số điện thoại của họ 070-822-799 gặp họ để họ bán cho anh em Phan gốc không có lý do thuận chèn ngược là do nhất là làm rất là anh em chứ không giống như mấy cái tiếng mà miễn phí trên mạng một số anh em khác. Cho anh em phải